và anh đã đi chợ và đã mua được món mì rau củ này rồi. Thì mì rau củ này thì gồm có này rau trứng ngây này, củ dền, mì đen, khoai lang, mì đỏ, đổ biếc đó, rất là nhiều màu, có 5 màu mọi người nhé. Đó, mì rau củ 5 vị 5 màu. Thì ở đây là có nửa con gà. Gà này là bà nội nhỉ ra đấy mọi người nhé. Thì gà này rất sạch, các bạn chỉ cần luộc một lần và sử dụng luôn cái nước luộc này luôn mọi người nhá. Ở đây là bên có dưa chuột baby và củ cải đỏ mọi người nhé. Thì bên sẽ cho vào ăn cùng. Đó thì mời mọi người cùng anh vào bếp và cùng thực hiện nhé. Để đắt luộc gà này. Đó, cho sang gà này. Và bây giờ anh sẽ cắt dưa chuột này nhé. Thì dưa chuột này thì mọi người ăn như thế nào thì mọi người cắt như thế đấy. Đó, anh thì anh sẽ cắt xéo như thế này. Và bây giờ oanh sẽ mang gà đi luộc mọi người nhé. Thì ở đây oanh sẽ cho nửa con gà vào này. Đó, gừng. Và oanh sẽ cho 1 lít nước vào mọi người nhé. Và, bật bếp. Đó, oanh sẽ mang luộc. Đó, anh sẽ cho mì ra này, thì sẽ đây là vị trứng gây này, rồi vị đây là mè đen này, cái vàng này là bí đỏ này, đó, và cái tím này là khoai lang tím này, còn cái màu đỏ đỏ này là củ dền mọi người nhé. Thì bây giờ anh sẽ đi luộc mì. Bây giờ sẽ đi luộc mì mọi người nhé. Đó. Bây giờ nước đã sôi rồi mọi người nhé. Thì anh sẽ cho mì vào, sẽ cho lần lượt từng màu vào mọi người nhé. Đó. Để làm sao để lát nữa mò ra cho nó đẹp ấy mọi người, nó không bị lẫn mò ấy. Mình sẽ luộc nhanh mọi người nhé. Khi mà luộc được rồi ấy, thì anh sẽ vớt ra luôn này. Đó. Đó, mình chỉ cần cho vào cho nó nguội thế này là được. Là mình vớt ra liền. Đĩa mọi người nhé. Đó. Đây. Rất là ngon. Đây mọi người ơi, thì làm mì oanh đã làm xong rồi mọi người nhé. Đó, mì thì đã luộc xong rồi này, rau thì cũng đã thái xong rồi mọi người nhé. Thì bây giờ sẽ đến lượt là mình sẽ xử lý gà mọi người nhé. Đó, thì gà oanh đã luộc chín rồi, thì bây giờ oanh sẽ vớt ra mọi người nhé. Rất là ngon, thì lúc này anh sẽ vớt ra rổ này. Đúng rồi. Lúc này mình sẽ lọc cái thịt này ra mọi người nhé. Thank you.
này rồi. Đây mọi người nhé, đó, à, mì, rau củ và gà. Đấy mọi người, như vậy là hoàn thành rồi. Bây giờ anh sẽ cho mì vào mọi người nhé. Ít này mì, nó đen này, mì tím này, mì xanh này, mì màu vàng này, màu hồng này, đó. Nó sẽ có đầy đủ cả 5 vị đi mọi người nhé. Đó, thì lúc này mình sẽ cho dưa leo vào ở giữa này, cục tỏi đỏ này, đó, và ở đây mình sẽ cho gà vào. Cho nước dùng vào mọi người nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bát mì rau củ rồi mọi người nhé. Rất là thơm ngon đúng không nào? Và bây giờ mời mọi người cùng Oanh thưởng thức nhé. Đây, mì này, mì rau trứng gây này, mì bí đỏ này, mì rau dền này, mì mè đen này và mì hoa đậu biếc này đó. Rất nhiều màu sắc đúng không mọi người? Mời mọi người cùng Oanh thưởng thức nhé. Video của Oanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy ấn like để ủng hộ Oanh nhé. Và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và ấn chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo. Nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng để lại comment ở dưới phần bình luận giúp Oanh nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!